Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Cụ Đàm, tình hình của chúng tôi đại khái là như vậy. Thì ra là vậy. Mấy hôm nay, đúng lúc là Dược Vương Cốc muốn tổ chức cuộc thi luyện đan ở thành phố Xuyên Thục. Hơn nữa, giải thưởng của người đứng đầu chính là cửu quỳnh ngọc lộ của chúng tôi mà bọn họ mua với giá cao. Thảo nào chi số tiền cao ngất, thì ra là muốn cái này. Tham gia cuộc thi này cần điều kiện gì ạ? Cậu cưới cháu gái tôi là được. Ông nội, ông nói linh tinh gì vậy? Ơi, mình nhất định là phải lấy được cửu quỳnh ngọc lộ. Không ngờ cô nhóc này cũng đến đây. Anh dở, em nghỉ lễ rồi, vừa đến Xuyên Thục check in nè. Anh có muốn gì hay không, em mang về cho anh. Dạo này em mới phát tài đó. Có điều thời gian trôi qua nhanh thật, hơn nửa năm không gặp cô nhóc này rồi. Ơi, anh không cần gì hết, ngày mai em rời khỏi đây về nhà ngay. Người ta có lòng tốt mua quà cho anh thái độ kiểu gì đấy? Cậu nói cô gái kia là em vợ của Tần Nập, phải? Đại ca, không phải là anh muốn. Đúng thế. Ờ nhỉ, lần này Dược Vương Cốc không có dược liệu anh cần dùng để thí nghiệm, nhưng nếu có thể mang một vật thí nghiệm thú vị quay về. Cũng không uổng công anh đi đích thân một chuyến. Cậu tiếp tục giám sát Tần Nập. Từ Dận Nhiên đã trúng cổ độc của tôi, Tần Bát Đạo cũng gần như là người đã chết rồi. Ngay cả tôi cũng không chắc có thể cứu sống bọn họ. Tôi muốn xem thử cậu ta làm thế nào, làm ra trò trống gì đây. Vâng. Đây nè. Quả là bé ngoan. Dưới chân Phong Sơn, người của Dược Vương Cốc tuy thực lực chiến đấu không mạnh, nhưng quen biết nhiều, kỹ thuật luyện thuốc lại cao, nghe đồn không ai sánh bằng. Thuật luyện thuốc, không biết là thợ luyện thuốc của Dược Vương Cốc có trình độ thế nào. Ồ, Đà Ma Hoàn, cô cũng ở đây cơ à? Lục Tuyết của nhà họ Lục, thế gia võ giả Xuyên Thục. Không ngờ, Lục Tuyết cô mà cũng ở đây. Nhà họ Đàm các cô giống như là thân hình của cô. Vẫn người đến mấy cũng chả có cái quái gì cả. Ơi, cho dù là thuê hạng đần độn này, đến tầng bốc khoe mẽ cũng không thay đổi được gì đâu. Đồ chết bầm cô. Thích củ cải hay là rau xanh, gu mỗi người khác nhau. Anh nói ai là củ cải? Người của Dược Vương Cốc đến rồi. Bộ trường bào kia chính là biểu tượng của Dược Vương Cốc. Con số trước ngực họ đại diện cho cấp bậc của họ. Cao nhất là cấp 9, thấp nhất là cấp 1. Ơi, dược sư đứng đầu kia là cấp 7, là cấp bậc trưởng lão nội bộ đấy. Tên ngốc này cũng dám sỉ nhục mình, đợi nát nữa xem tôi làm sao trừng trị anh. Chào mừng các vị đến tham gia buổi gặp mặt của Dược Vương Cốc tổ chức. Tôi là trưởng lão của Dược Vương Cốc, họ Diệp, mọi người có thể gọi tôi là Dược Sư Diệp. Thanh niên dưới 25 tuổi có mặt tại đây đều có thể tham gia, ai là người đầu tiên luyện hóa được đan dược cấp 1 hồn đan. Ai là người đầu tiên luyện hóa được dược cấp 1 hoàn hồn đan, cửu quỳnh ngọc lộ sẽ thuộc về người đấy. Ngoài ra, người này còn được gia nhập vào Dược Vương Cốc chúng tôi và mãi mãi tận hưởng sách đan dược quý hiếm của Dược Vương Cốc. Ơi, cửu quỳnh ngọc lộ, đó là linh dược có thể cải tử hồi sinh đấy, còn được gia nhập vào Dược Vương Cốc, đây là chuyện tốt không gì bằng. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Ơi, đây là chi phiếu 50 triệu, tôi mua dược liệu của anh. Anh bạn có thể cho tôi mượn sách của anh hay không? Đã nói là dưới 2 năm tuổi mới được tham gia nhé bác già. Anh gọi ai là bác già đấy, người ta mới 18 tuổi đấy nhé. Người dự thi không ít, hơn nữa nơi này không thích hợp để luyện đan. Mọi người cứ ở đây đợi tôi đi rồi sẽ về ngay. Được đại ca. Út à, mắt nhìn của cháu được đấy, hả? Dám đắc tội với tôi,
Hôm nay sẽ cho thằng đần này nếm mùi thủ đoạn của bốn tiểu thư. Đại tiểu thư có gì căn dặn? Tên vừa ra khỏi cửa giao cho các người đấy. Rõ. Một tiếng sau, chết đi danh con. Hả? Tôi trời ơi, na tẩy tủy đan. Không ngờ tẩy tủy đan mà bao nhiêu năm qua, lục đại tiểu thư cũng không lấy được. Tôi lại có, phát tài rồi. Tiếp theo các anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Không ngờ xuyên thục cũng thiếu thốn thầy luyện đàn, đến loại thuốc này cũng. Biết, tôi sẽ nói chúng tôi đánh cho cậu người không ra người rồi. Đúng rồi, các anh biết trên núi này ở đâu có linh chi tuyết hay không? Biết, nghe nói cách đây 10 cây về phía đông nam có một cây nạ, trên đó chuyên mọc ra linh chi tuyết. Cảm ơn nhiều. Xem ra người đó nói chính là chỗ này rồi. Chỉ thiếu một vị thuốc quan trọng này thôi. Anh cũng dự thi. Người này đến lúc nào vậy? Thế mà mình không nhận ra. Chỉ có phần gốc, xem ra đành phải dựa vào cách kia để luyện thuốc vậy. Đây nè. Lư bàn nòng. Ông nội, đó là gì vậy? Ông cũng mới thấy cảnh này lần đầu, thật sự không biết là cái gì. Đó là điểm báo lư bàn nòng xuất thế, đi xem thử. Cao nhân của nhà họ Linh ở trên núi. Nhà họ Linh tuy kém nổi bật nhất ở trong bốn gia tộc lớn, nhưng cũng là một trong bốn gia tộc lớn. Mình cũng muốn đi. Lợi hại quá. Quả nhiên là lư bàn nòng của nhà họ Linh. 20 năm trước, gia chủ của nhà họ Linh từng thu nhận một thiếu nhi thiên tài, đệ tử cuối cùng, có phải là các hạ hay không? Gia chủ đúng là sư phụ của tôi. Quả nhiên là cao đồ của Linh gia chủ. Ơi, tên đần này đến tấu hài hay sao? Giống chó đang chôn phân quá. Không ngờ ba tên đó làm việc cũng khá là đáng tin đấy chứ. Chó của nhà tôi chôn như vậy đó. Ơi, có phải tưởng là luyện đan cũng giống như là nướng gà đất sét hay không? Sao tên này trà trộn được vào đây? Cô nói cái gì? Anh không nghe rõ à? Chị đây nói lại lần nữa, tôi nói. Hắn ta giống một con chó đang chôn phân. Bà đây nhổ sạch tóc của cô, cho cô đi làm ni cô. Ơi thả ra, con nhỏ chết dẫm này. Mời xem. Đây là đan dược cấp 5. Đã vượt quá tiêu chuẩn đánh giá của tôi rồi. Tôi tuyên bố ngồi thắng cuộc nè. Khoan đã. Thầy Diệp vẫn chưa xem của tôi, đã muốn đưa ra kết luận hay sao? Cậu đừng nói là cậu luyện tên nhà. Cậu luyện tên là thuốc đất sét đấy nha. Thứ trong tay tôi là gì? Không phải thầy thuốc Diệp không nhìn ra đấy chứ? Đây nè. Đây là đan dược cấp 9, tử tâm đan. Không ngờ Tần Cưa Cưa lại lợi hại như vậy. Coi như cậu nhóc may mắn, vậy thì xem như cậu thắng đi. Vốn dĩ định dùng kiểu Quỳnh Ngọc Lộ làm phần thưởng, tuyển một đệ tử quan nhà danh giá. Không ngờ giữa trường thằng nhóc này lại nhảy ra. Mình đã nói mà, tên đần này mà cũng muốn lật ngược tình thế, lầm mơ. Khốn kiếp, xui xẻo thật. Phải đó, không ngờ bị gà lướng đất sét đánh bại. Quan đã, có phải thầy Diệp quên trao phần thưởng cho tôi hay không? Cậu xem đầu óc tôi này, ngại quá. Này, đây là cửu Quỳnh Ngọc Lộ. Xem ra sau này nhà họ Linh mình có kình địch rồi. Đúng thế, chính là cái này. Cậu chủ Giang, đi, đến lúc về thượng kinh rồi. Vâng, đại ca. Quan đã, hai vị dừng bước.
Cho hỏi cụ Đàm còn chuyện gì muốn căn dặn hay sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi thăm hai vị về một người. Thời gian trước đây ở Thượng Kinh, nghe ngóng được một loại kem dưỡng da lập âm chuyên mọc da lòn. Không biết là hai vị có từng nghe nói đến tập đoàn Sở Thị, nhà sản xuất kem dưỡng da này không? Cụ Đàm nói đến kem dưỡng da này hay sao? Đúng đúng, chính là loại kem dưỡng da này. Không ngờ cậu lại giành mua được kem thuốc này. Không giấu gì cụ, kem này là do tôi làm ra. Gì cơ? Thảo nào, xem ra tôi lại mất đi cháu rể rồi. Không ngờ anh đến Xuyên Thục đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phải đó, cũng may kịp thời tìm được thuốc, không uổng công đi một chuyến. Chỉ có điều, ông bát bị thương quá nặng cũng không biết ông. Em tin ông ở hiền ắt sẽ gặp lành, yên tâm đi. Đúng rồi, thời gian cơ thể của em không có chỗ nào không thoải mái đấy chứ. Không thoải mái thì không có, nhưng lần trước sau khi tu luyện trong bồn tắm với anh, hình như trên người em có một luồng sức mạnh dùng không hết. Vậy sao? Xem ra cô gái trong cơ thể thanh âm không nói dối. Nếu như vậy có tác dụng tu luyện với em, vậy hay là chúng ta thử lại nhé. Anh nhẹ một chút, em gái ở phòng kế bên, yên tâm đi, giờ này chắc con bé ngủ từ lâu rồi. Phiền chết đi được. Đã hơn 5 tiếng rồi, lúc nào mới kết thúc đây? Có thể để ý cảm giác của người khác hay không? Nếu em quen anh trước chị, liệu anh có hờ hững với em hay không? Không, mình không muốn làm sở tử đàn. Mình muốn làm người phụ nữ của Tần Nập. Cuối cùng cũng đến rồi. Tôi muốn trở thành mạnh hơn. Tôi muốn làm người phụ nữ của Tần Nập. Bé ngoan, ngoan lắm. Cô là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất từ khi tôi nghiên cứu tới nay. Tôi sẽ cho cô tài nguyên tốt nhất, thực hiện nguyện vọng của cô. Buổi sáng 8 ngày sau, con nhỏ tử đang chết tiệt này nói đi là đi luôn. Tính tình con bé là vậy đấy, em còn không hiểu nó à? Bây giờ chuyện hóc búa nhất là bệnh tình của ông bát. Tuy cổ độc trên người của ông đã được lọc sạch, nhưng cơ thể của ông lại bị thí nghiệm hủy hoại hoàn toàn. Linh khí này là Tần Uy Lãng. Cái anh này nhìn người khác tình tứ là không chịu nổi hả? Ngại quá, tôi quen rồi. Tinh khí, linh lực trong cơ thể của ông cụ đều bị rút sạch rồi, chỉ còn là một cái xác sống. Tôi cũng liều chết đọc lén sách cổ y thuật của nhà họ Tần mới biết có một loại thuốc cứu được ông ấy. Thuốc gì, ở đâu? Bạch hỏa liên của Tây Vực.